Bộ tộc Korowai sinh sống tại khu vực Papua ở Indonesia, nổi tiếng với kỹ thuật xây dựng nhà trên cây đặc biệt của họ. Nhà trên cây của bộ tộc Korowai không chỉ là nơi cư trú mà còn có ý nghĩa văn hóa sâu sắc, thể hiện khả năng sinh tồn và thích nghi với môi trường rừng nhiệt đới. Dưới đây là các bước cơ bản trong quá trình xây dựng nhà trên cây của bộ tộc Korowai. Biên tập video được thực hiện bởi Phong Núi. Lựa chọn cây, họ chọn những cây cao, thường từ 6 đến 12 mét. Đôi khi cao hơn, có thân vững chắc và cành mạnh mẽ để làm nền móng cho ngôi nhà. Loại cây được chọn thường là các cây sago hoặc các cây gỗ cứng khác. Chuẩn bị vật liệu, các vật liệu xây dựng chủ yếu là từ thiên nhiên, bao gồm thân cây, cành cây, lá cọ và dây rừng. Các thân cây lớn được chặt để làm sàn, cột và xà ngang. Các cành cây lớn và thân cây được đặt ngang để tạo thành sàn và cột chính của ngôi nhà. Lá cọ dùng để lợp mái và làm tường. Thu hoạch lá cọ, chọn cây cọ sago với lá lớn và bền. Bữa ăn hàng ngày của tộc người Korowai dựa vào việc săn bắt hái lượm. Họ săn bắt các loài động vật hoang dã như heo dưới đỏ này có giá trị dinh dưỡng cao và thường được hái lượm để làm thực phẩm. Họ cũng săn bắt và ăn côn trùng như sâu bướm, kiến và các loài côn trùng khác. Đây là nguồn protein quan trọng trong chế độ ăn uống của họ. Trái dứa đỏ được xem là thức ăn ngon và dinh dưỡng của người Korowai. Đó cũng là nguồn thuốc trị bệnh truyền thống của người Papua. Trái dứa đỏ được dùng để trị bệnh sốt rét, bệnh về da, trùng lãi, thị giác kém nhờ chứa beta-carotene, ung thư, HIV, loãng xương, dầu canxi, tiểu đường, tocopherol giúp điều hòa lượng đường trong máu, viêm gan B và C, nhiều chất chống oxy hóa kháng khuẩn, ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Đặc biệt hơn, trái dứa đỏ giúp bổ não vì dầu omega 3 và omega 6. Đảm bảo chắc chắn cho việc di chuyển lên xuống cho các thành viên trong gia đình. Sau đây, mời bạn xem tiếp những hình ảnh kiệt tác về những ngôi nhà trên cây của bộ tộc Korowai. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ. Cảm ơn bạn đã xem hết video của kênh. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.